Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Ly nhé. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một số mẫu hoa vẽ với cây cọ hoa cúc vô cùng dễ kết hợp và dễ design trên móng này. Và xin mời mọi người cùng theo dõi video của Ly để xem là các bước mình sẽ thực hiện những mẫu hoa này nhé. Để thực hiện mẫu hoa ngày hôm nay thì mình sẽ cần chuẩn bị cây cọ tròn Nga nha mọi người, hay còn gọi là cây cọ hoa cúc này, và treo vẽ nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng treo vẽ màu trắng. Để thực hiện cái mẫu hoa này thì chúng ta cần một cái miếng đá để mình pha sơn nha mọi người. Chúng ta sẽ lấy một chút cái sơn màu trắng này. Treo vẽ màu trắng mình cần chuẩn bị là loại treo vẽ có cái chất liệu đặc nha mọi người. Đặc thì khi mà chúng ta vẽ hoa lên thì nó mới nét và mới mỏng được cái cánh hoa của mình. Mọi người tán cho cái phần sơn ý, nó đều ra khắp cây cọ nhé. Khi vẽ hoa này thì chúng ta sẽ nằm cái cây cọ ra, nằm cái đầu cọ ra nha mọi người. Chúng ta nằm cái đầu cọ ra và kéo xuống bên dưới này. Và khi mà chúng ta kéo xuống bên dưới thì mình sẽ nhấc dần cây cọ lên, để cho cái cánh hoa của mình nó sẽ có cái hiệu ứng nhạc và mảnh dần về phía cái phần đuôi của cánh hoa nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người mẫu hoa cúc tròn nha. Mẫu hoa cúc tròn này thì mình sẽ vẽ theo cái bố cục hình tròn ở trên móng này. Mọi người không cần phải vẽ sát nhau nhé. Ở đây thì Ly sẽ vẽ cách ra để lát nữa mình sẽ trồng thêm một lớp cánh lên ấy. Nên là mình sẽ vẽ cách cái cánh hoa ra, không cần phải vẽ quá là sát nha mọi người. Với cái bố cục hình tròn này thì mình sẽ vẽ những cái cánh chính này. Những cái cánh chính là những cái cánh thẳng và hai bên ngang ấy mọi người, thì mình sẽ vẽ dài hơn. Còn những cái cánh chéo ở những cái bên cạnh ấy, thì mình sẽ vẽ nó ngắn hơn một chút so với những cái tầng chính này, để hoa của mình nó sẽ ra cái bố cục hình tròn nhé. Trong quá trình vẽ thì mọi người lưu ý là mình không xoay móng nhé. Mình sẽ xoay cái tay của mình làm sao để cái hướng cọ mình sẽ vẽ cho nó phù hợp, chứ mọi người đừng xoay móng nhé. Tại vì khi mà chúng ta làm lên tay thật ý, thì rất khó để mình xoay ngược cái tay lại. Nên là trong khi mà chúng ta tập thì mình sẽ hạn chế cái việc xoay móng, và mình sẽ điều chỉnh cái tay của mình nha mọi người. Sau khi vẽ xong cái lớp cánh này rồi thì mình sẽ cho vào hơ đèn 60 giây nhé. Trong lúc chờ đợi móng đang đi hơ đèn thì ở đây mình sẽ lấy thêm một chai sơn màu xanh lá cây đậm này, đậm hơn cái màu của sơn nền nhá. Mọi người có thể sử dụng cái màu sơn nào cũng được, nhưng ở đây mình muốn kết hợp cái màu xanh đậm ấy để phối cùng với cái tông màu nền bên dưới ấy, mọi người. Mình sẽ pha thêm một chút bay treo nhé, để làm loãng cái phần sơn ra này. Ở đây thì lấy thêm một chút bay treo ra ngoài nữa. Sau khi móng đã được hơ đèn khô rồi thì ở đây thì Ly sẽ chấm một chút cái sơn màu xanh lá cây đậm mình vừa pha này, chấm lên phần nhụy hoa nhé, để sẽ tạo cái hiệu ứng màu ở trong lòng của bông hoa. Khi mà mọi người đưa cái màu lên rồi thì để tạo cái hiệu ứng loang được dễ dàng hơn thì mình sẽ sử dụng bay treo nhé. Mọi người tán bay treo xung quanh cái phần màu này để làm loang cái phần màu sơn ở viền, làm sao để cho cái phần viền của mình nó sẽ mất đi cái phần viền sơn nhé. Nhìn cho cái hiệu ứng màu của mình nó sẽ được tự nhiên hơn. Ở đây thì Ly sử dụng cọ nét luôn nha mọi người. Cái sơn của mình nó loãng ấy thì mình sẽ tán ombre được dễ hơn. Mọi người sử dụng cây cọ nét cũng được, mà mọi người sử dụng cây cọ ombre phẩy cũng được nhé. Những cái phần màu của bên ngoài cánh hoa thì mọi người cố gắng làm cho màu của nó loang ra nhé. Loang và mất cái màu của bên ngoài cái phần đầu cánh ấy. Đầu cánh thì mình không cần màu đâu nha mọi người. Ở đây là ombre mà, nên là mình sẽ tạo cái hiệu ứng là xanh chuyển dần sang màu trắng này. Nên là cái phần đầu cánh của mình thì mình sẽ cho mất cái màu xanh luôn nhé. Xong lớp này rồi thì mình sẽ cho đi hơ đèn 60 giây tiếp nha mọi người. Tiếp theo mình sẽ vẽ chồng thêm một lớp cánh nữa này. Mọi người lưu ý nhé, mình tán thật mỏng cái phần sơn ở trên cọ thôi nhé. Tán mỏng thôi, cho mọi người đừng để sơn ở trên cọ bị quá là dày. Nếu như sơn nó bị dày và nhiều thì khi mà chúng ta đưa cây cọ lên để vẽ thì cái phần đầu, cái phần viền cánh hoa của mình nó sẽ bị dày, và nó sẽ bị dày và nhìn nó sẽ không được đều màu sơn ấy. Ở lớp thứ hai này thì mình sẽ vẽ xen kẽ những cái cánh hoa ở phía bên dưới nhé. Tức là nó sẽ không bị nằm hẳn lên trên phía cánh dưới đâu, mà mình sẽ vẽ xen kẽ ở giữa hai lớp cánh ở phía bên dưới này. Những cánh chéo thì mọi người lưu ý là
là mình sẽ vẽ ngắn hơn những cái cánh chính ở cái phần đường thẳng nhá, tức là cái hướng 12 giờ, 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ nha mọi người. Những cái cánh hoa ở cái đường chính đó thì mình sẽ vẽ nó dài hơn một chút, và những cái đường ở bên cạnh á, những cánh ở bên cạnh thì mình sẽ vẽ ngắn hơn để tạo hiệu ứng hình tròn cho bông hoa. Vẽ chậm thôi nha mọi người, vẽ chậm thì mình sẽ kéo mảnh được cái phần đuôi cánh hơn. Sơn đặc thì mình sẽ vẽ được dễ hơn và nét hơn nha mọi người. Ở đây thì mọi người có thể là không cần phải vẽ kín hết cả cái bông hoa đâu. Mình sẽ vẽ cánh thì bên thì chỗ thì dày, chỗ thì mỏng, và cái chỗ thì nó thiếu cánh cũng được nhé, để tạo hiệu ứng tự nhiên hơn. Xong lớp này rồi thì Ly cũng sẽ cho đi hơ đèn 60 giây nha mọi người. Tương tự như là với cái lớp cánh ở phía bên dưới này, thì lớp cánh bên trên này thì mình cũng sẽ tạo hiệu ứng màu xanh ombre ở phần nhị hoa. Mọi người muốn cái màu xanh đậm hơn ý, thì mọi người pha với Baytrail ít thôi nhé. Còn muốn là cái màu nó loãng hơn, nhạt hơn thì mọi người một là có thể sử dụng màu thạch này, hai là mọi người pha với Baytrail nhiều lên một chút để cho cái sơn của mình ý, nó nhạt cái màu hơn và loãng cái màu ra. Trong khi chờ đợi cái bông hoa kia hơ đèn khô này và đến bước tiếp theo thì Ly sẽ chia sẻ cho mọi người thêm một mẫu hoa nữa. Mẫu hoa này thì Ly sẽ vẽ trên nền màu đen nha mọi người, để cho mọi người nhìn rõ cái bông hoa hơn. Với mẫu hoa này thì mình sẽ vẽ 3 nét trên một cánh hoa nhé. Tương tự như là với cái hoa cúc đại đoá ấy, mọi người, thì ở cái mẫu hoa này này thì mình sẽ hơi nằm cọ ra một chút, hơi nghiêng cọ nhé. Và về phần đuôi của cái cánh hoa thì mình sẽ hơi nghiêng cọ để tạo ra cái phần đuôi cánh nó nhọn này. Mọi người hơi nằm ra nhé, hơi nằm ra, đi phần cánh hoa thì mình sẽ đi hơi ngang một chút này. Hất lên nha mọi người, nằm đầu cọ và hất lên để cho phần đuôi cánh được nhọn này. Ba cái phần nét ở trên một cái cánh hoa thì mình sẽ tụ về một điểm nhé. Kéo cánh thì mọi người kéo cánh chậm thôi nha, không cần phải đi nhanh đâu ạ. Kéo chậm thôi thì mình sẽ căn được cái phần đuôi cánh nó sẽ nhọn hơn. Ở đây thì mình sẽ vẽ cái phần bố cục bông hoa thì mình sẽ vẽ rộng hơn, to hơn một chút nhé. Cái cách này thì nhìn thì có vẻ khó nha mọi người, nhưng mà khi mà chúng ta đưa cây cọ, mình đưa về đúng hướng của nó ấy, thì mình sẽ vẽ được dễ dàng hơn. Mọi người hơi nghiêng cái cọ một chút nhé, đừng dựng thẳng lên. Nếu như mọi người dựng thẳng cái phần cọ lên thì mình sẽ rất là khó vẽ đấy ạ. Đối với mỗi một cái lớp sơn, lớp cánh hoa ấy, sau khi mà chúng ta vẽ xong thì mình sẽ cho hơ đèn từ 30 đến 60 giây nhé, rồi mình sẽ vẽ tiếp cái lớp cánh tiếp theo này. Lớp cánh tiếp theo thì mình sẽ vẽ ở bên trong cái phần lòng, cái phần nhụy hoa của cái lớp cánh vừa nãy nhé. Không cần phải che lên toàn bộ cái phần cánh ở bên dưới đâu nha mọi người. Ở đây thì mình cũng sẽ xen kẽ nhé, nằm ở giữa hai cái cánh hoa ấy, ở phía bên dưới này. Lớp trong này thì mình sẽ vẽ 3 cái cánh hoa nha mọi người. Tại vì 5 cánh thì nó khá là dày ấy, nên là mình sẽ vẽ 3 cánh thôi để cho nó tụ về bên trong cái nhụy hoa nó sẽ nhỏ hơn. Ở trên móng tay thật thì nó sẽ nhỏ hơn cái móng giả này, nên là với cái móng tay thật ý, thì mình sẽ vẽ tùy cái bố trí từng cánh hoa nhé mọi người, từng cánh hoa làm sao cho nó phù hợp. Có thể mọi người không cần phải vẽ cả bông hoa, mình có thể vẽ nửa bông hoa cũng được. Sau khi mà chúng ta đã xong phần cánh hoa rồi thì Ly sẽ sơn tốp lì nhé mọi người, sơn tốp lì này lên trên toàn bộ bề mặt móng. Thay vì là sơn tốp bóng nhé, thì ở đây thì mình sẽ sử dụng tốp lì cho cái mẫu hoa ngày hôm nay. Tốp lì thì mọi người sơn thì chúng ta sơn nhẹ tay thôi nhé, đừng đi cọ mạnh ở trên cái bề mặt móng quá thì nó sẽ làm loang cái phần sơn ra đấy ạ. Phần tốp lì này thì chúng ta sẽ cho hơ đèn 99 giây nhé. Mọi người sơn tốp lì thì cố gắng là sơn đều ra cả móng nha mọi người. Tại vì tốp lì nếu như mình sơn thiếu thì nó rất là lộ đấy ạ.
Với mẫu hoa ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cách làm sao để cho nét cái phần cánh hoa nhé. Nét cánh hoa, tại vì là với cái mẫu hoa hoa cúc này thì khi mà chúng ta vẽ nhiều cái lớp cánh lên ấy thì sơn top lên nó sẽ bị phần cái cánh hoa của mình nhìn nó sẽ rất là nhạt màu này, và nhìn cái cánh nó không được nét. Nên ngày hôm nay thì mình sẽ vẽ hoa và sử dụng tốp lì. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng thêm cọ nét để mình sẽ đi lại cái phần viền của những cái cánh hoa mình vừa vẽ xong. Nếu như mà mọi người mà vẽ cái phần viền này, sau đó chúng ta sơn top lên ý, thì cái phần viền nó sẽ bị ăn màu với lại cái phần cánh hoa ở phía bên dưới. Nên là ở đây thì mình sẽ chia cái hai cái phần màu này ra bằng tốp lì nhé. Tại vì sơn khi mà chúng ta vẽ trên cái nền tốp lì thì rất là nổi. Phần viền cánh này thì mọi người viền thật là mỏng nhé, thật là mỏng thôi, nên là chúng ta sẽ sử dụng đầu của cây cọ để mình sẽ vẽ chứ không nằm cọ nha mọi người. Sử dụng đúng cái đầu của nó để mình đưa cái phần treo đi này. Và treo ấy thì mọi người cũng nên chọn cái loại treo nào có chất liệu đặc nhé. Thì như ở đầu video mình chia sẻ cho mọi người thì mình sử dụng treo vẽ Rimi nha. Có cái chất liệu khá là đặc nên là khi mà mình đi cái phần viền này thì rất là nét. Mọi người đi mảnh thôi nhé, càng mảnh thì sẽ càng đẹp và càng tự nhiên hơn. Mình sẽ viền lại hết tất cả các cái cánh hoa nha mọi người, để cho cái bông hoa của mình ấy nhìn cánh nó sẽ được nét hơn. Ở những cái phần còn trống ít còn lại của móng thì mọi người có thể đi design thêm một số những cái họa tiết nhé. Vẽ như thế này thì quan trọng nhất là chúng ta cần cái sự quen tay nhé mọi người. Tức là không cần là phải quá nhiều về cái sự khéo tay mà mình tập hàng ngày ấy. Mình tập hàng ngày thì cái đường nét của mình nó sẽ mềm mại hơn. Mọi người có thể vẽ thêm những cái cánh nhỏ ở phía bên ngoài nhé, hoặc là vẽ những cái họa tiết mà Ly chia sẻ cho mọi người trong cái video này cũng được. Ở đây thì mọi người có thể thêm một số những cái họa tiết giống như kiểu là tân cổ điển ấy, nhưng mà chúng ta vẽ thật mảnh thôi nhé. Tại vì nếu như mọi người vẽ những cái phần họa tiết phụ này mà bị to, bị dày thì nó sẽ làm chìm cái bông hoa của mình xuống. Nên là để tôn cái bông hoa lên và để đỡ chấm cái móng ấy thì mọi người vẽ thật mảnh và đơn giản thôi. Có một cái bước rất là quan trọng này, sau khi mà chúng ta vẽ xong rồi mọi người đừng cho vào hơ đèn vội nhé. Ở đây thì mình sẽ sử dụng bột clear này, mình sẽ rắc bột clear lên trên toàn bộ bề mặt móng. Vì là sơn ý, khi mà sơn mình vừa vẽ xong sơn đang còn ướt ý, thì nó sẽ bám cái bột clear vào dễ dàng. Thì sau khi mà chúng ta đã phủ bột clear lên trên toàn bộ bề mặt móng này để cho những cái đường vẽ của mình ý, nó bám được cái bột rồi, thì mình sẽ cho vào hơ đèn 60 giây nha mọi người. Tương tự như là vừa cái bông hoa lúc nãy thì vừa cái bông hoa năm cánh này thì mình cũng sẽ làm vẽ viền tương tự như vậy nhé. Là mình sẽ đi những cái phần viền cánh này. Lưu ý nha mọi người vẽ thật mảnh thôi nhé. Tại vì là bông hoa nó khá là nhiều cánh, nên là nếu như mà chúng ta đi cái phần viền nó bị dày thì rất là thô đấy ạ. Mỏng và mảnh nha mọi người. Mọi người dựng thẳng cây cọ lên nhé và đi bằng phần đầu cọ này.
Và cũng tương tự như là với cái mẫu hoa lúc nãy thì mình cũng sẽ rắc bột clear lên trên toàn bộ bề mặt móng nhé. Ở phần này thì mình không sơn top lên nha mọi người, tại vì sơn top lên thì nó sẽ lại làm cho cái phần màu, cái phần viền của mình ý, nó sẽ bị ăn màu với lại cái phần cánh hoa lúc nãy. Nên là mình sẽ phủ bột clear này, rắc bột clear lên để cho nổi, tạo hiệu ứng vân nổi cho cái phần viền cánh của mình. Sau khi hơ đèn xong rồi thì mọi người sử dụng cây cọ phủi bụi nhé, mình phủi sạch cái phần bột thừa ở trên móng đi. Phần nhụy hoa này thì Ly sẽ sử dụng thêm treo vẽ nhũ màu vàng đồng nha mọi người, để tạo hiệu ứng bắt sáng cho bông hoa này. Về cái phần viền cánh lúc nãy mình vẽ thì sau khi mà chúng ta phủ bột clear lên và mình hơ đèn phủ sạch cái phần bột thừa đi thì nó đã khô rồi nhé mọi người. Nên là phần này thì mình sẽ không phủ tốp lên nữa nhé. Đây là cách tạo hiệu ứng vân nổi nha mọi người. Khi mà chúng ta muốn vẽ cái đường vân ở trên bề mặt móng, chúng ta muốn tạo hiệu ứng vân nổi thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng cái cách này nhé. Xong phần nhụy hoa này rồi thì là treo mà, nên là mình sẽ cho vào hơ đèn 60 giây nha mọi người. Vì là mình không phủ top lên trên bề mặt móng nữa nên là ở đây thì Ly sẽ sử dụng thêm cái top bóng thường nhé, thì mình sẽ đi lên trên cái phần nhụy hoa. Treo thì sau khi mà chúng ta hơ đèn xong rồi thì nó vẫn để lại một cái lớp dính ấy, nên là ở đây thì mình sẽ phủ top lên trên phần nhụy hoa thôi, để cho cái phần nhụy hoa của mình nó được khô hoàn toàn và nó sẽ không bị bắt bụi bắt bẩn vào phần nhụy hoa nữa. Và xong phần này rồi thì mình cũng phải cho vào hơ đèn 60-99 giây nha mọi người. Và Ly đã hoàn thành xong mẫu hoa design với cây cọ hoa cúc của ngày hôm nay rồi. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của Ly nhé. Mọi người đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Ly và bấm vào hình cái chuông ấy để sẽ không bỏ lỡ những cái video mới của Ly chia sẻ với Neo nha. Và nếu như yêu thích video này thì mọi người cũng đừng quên là bấm like để ủng hộ cho mình nhé. Mình hy vọng là những cái video chia sẻ về Neo của mình sẽ giúp cho mọi người có thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Xin cảm ơn mọi người. Bye bye!